Xin kính chào các bạn. Đây là vườn tiêu nhà tôi mới vừa mới bỏ trụ xong. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn cách cơ bản để mà dựng trụ tiêu. Đầu tiên trụ tiêu phải là trụ tiêu lục giác. Giá tiền hiện nay trên thị trường là 140.000 đồng một trụ cả công. Thì các bạn chú ý là tiêu như này ấy, cao như này ấy, là cao 4 mét. Thì chúng ta sẽ chôn 50 phân ở dưới, còn lại 3 mét rưỡi ở trên. Các bạn phải dùng máy khoan nha, nhưng mà ở của tôi là người ta bao tiêu toàn bộ là dùng khoan khoan xuống, rồi có hai nhân công để mà mang cọc để mà đến dựng như thế này, và chúng tôi chỉ cần dựng lại thôi. Kia là ăn trụ vườn của chúng tôi, anh ấy đang hoàn tất những bước cuối cùng của quá trình dựng trụ tiêu. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Khi dựng xuống thì nó sẽ như thế này đây. Đây là sau khi hết 140.000 là người ta như thế này đấy. Trước đó là các bạn phải nhớ dùng căng dây làm sao thẳng hàng như đây nhé các bạn. Thẳng như đây, đây là cọc chưa được căn chỉnh lại. Đấy, phải thẳng hàng, cắt hàng, lấy dây căn, lấy que le cắm xuống để đánh dấu. Người ta sẽ đến khoan và thẳng cho các bạn. Khoảng cách giữa từ cọc này đến cọc này là 2 mét. Từ hàng này đến hàng này là 2 mét. Thì sau clip sắp tới thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cắt trồng và chăm sóc trụ tiêu như nào cho đúng, năng suất cao nhất. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.